Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Elise bèn nói với người đàn bà là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại rằng: Hãy trỗi dậy, đi với người nhà ngươi, ở ngủ nơi nào ngươi ở được, vì Đức Giê-hô-va đã định dẫn cơn đói đến. Kìa, nó sẽ đến trong xứ 7 năm. Vậy người đàn bà ấy đứng dậy, vâng theo lời của người Đức Chúa Trời, cùng người nhà mình đi kiều ngụ 7 năm trong xứ Philippines. Cuối 7 năm, người đàn bà ấy ở xứ Philippines trở về, đi đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Vả, vua đương nói chuyện với Gehazi, tôi tớ của người Đức Chúa Trời mà rằng: Ngươi hãy thuật cho ta hết các công việc lớn mà Elise đã làm xong. Gehazi đang thuật cho vua hay thế nào Elise đã khiến một kẻ chết sống lại. Kìa, có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Elise đã khiến cho sống lại đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Gehazi tâu rằng: Ôi vua chúa tôi, kìa là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng mà Elise đã làm cho sống lại. Vua bèn hỏi nàng, thì nàng thuật công việc cho người. Đoạn vua cắt một quan hoạn theo nàng mà rằng: Hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay. Elise đi đến Đa-mách. Bây giờ Ben-Hadad vua Syri đau. Có người nói với vua rằng: Người của Đức Chúa Trời mới đến đây. Vua bảo Hasael rằng: Hãy lấy đem theo một lễ vật đi đón người của Đức Chúa Trời. Cậy người cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: Ta sẽ được lành bệnh này chăng? Vả, Hasael đi đón người của Đức Chúa Trời, dẫn theo mình 40 lạc đà, chở mọi món tốt nhất có tại Đa-mách, đặng làm của lễ cho người của Đức Chúa Trời. Người đến ra mắt Elise mà thưa rằng: Con trai ông là Ben-Hadad, vua Syri, đã sai tôi đến ông đặng hỏi rằng: Tôi sẽ được lành bệnh này chăng? Elise đáp rằng: Hãy đi nói với người rằng vua sẽ được lành bệnh. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho ta biết người hẳn sẽ chết. Người của Đức Chúa Trời ngó chăm Hasael lâu đến đổi người phải hổ thẹn rồi cất tiếng lên khóc. Hasael hỏi rằng: Cớ sao chúa tôi khóc? Elise đáp rằng: Bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt hại cho dân Israel. Ngươi sẽ châm lửa các thành kiên cố của chúng nó, giết các kẻ trai trẻ bằng gươm, chà nát con nhỏ và mổ bụng đàn bà có nghén của chúng nó. Hasael tiếp: Nhưng kẻ tôi tớ ông là ai? Chẳng qua là một con chó đó thôi, sao làm nổi công sự lớn dường ấy? Elise đáp rằng: Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ta biết rằng ngươi sẽ làm vua Syri. Hasael bèn lìa khỏi Elise và trở về cùng chủ mình. Chủ hỏi rằng: Elise nói với ngươi sao? Người thưa: Elise nói với tôi rằng chúa chắc sẽ lành mạnh. Ngày mai Hasael lấy cái mền nhúng nước đắp trên mặt Ben-Hadad thì người chết, rồi Hasael làm vua thế cho người. Năm thứ năm về đời Joram, con trai Ahab vua Israel, thì Joram, con trai Josaphat vua Juda, lên ngôi làm vua Juda đang khi Josaphat còn trị vì. Lúc lên ngôi, người đã được 32 tuổi. Người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người đi theo con đường của các vua Israel y như nhà Ahab đã làm, vì con gái của Ahab là vợ người. Vậy, người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Song Đức Giê-hô-va nhân vì David tôi tớ của Ngài, không muốn tuyệt diệt Giu-đa, bởi Ngài đã hứa để dành một ngọn đèn cho David và cho dòng dõi người mãi mãi. Trong đời Joram, dân Edom phản nghịch cùng Juda và lập vua lên cho mình. Bây giờ, Joram qua Sai-rơ
đem theo hết thảy xe binh mình. Người trỗi dậy ban đêm, hãm đánh quân Edom, và các quan cai xe lính họ vẫn vây chung quanh người. Quân lính người thoát khỏi về trại mình. Ấy vậy, dân Edom phản nghịch, chẳng suy phục dân Juda cho đến ngày nay. Đồng một lúc ấy, Libna cũng phản nghịch. Các chuyện khác của Joram, mọi việc người làm, đều đã chép trong sách sử ký về các vua Juda. Joram an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn với họ tại trong thành David. Achasia, con trai người, kế vị người. Năm thứ 12 đời Joram, con trai Ahab, vua Israel, thì Achasia, con trai Joram, vua Juda, lên ngôi trị vì. Achasia được 22 tuổi khi người lên làm vua và cai trị 1 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Athali, cháu gái của Omri, vua Israel. Người đi theo con đường của nhà Ahab, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, y như nhà ấy đã làm, vì người là rể của nhà Ahab. Người đi với Joram, con trai Ahab, đến Ramoth tại Gala-át, đặng giao chiến cùng Hazael, vua Syri. Nhưng quân Syri làm cho vua Joram bị thương. Người bèn trở về Gitreen, đặng chữa lành những vết thương người bị bởi quân Syri tại Ramoth khi đánh giặc cùng Hazael, vua Syri. Achasia, con trai Joram, vua Juda, đi xuống Gitreen đặng thăm Joram, con trai Ahab, vẫn đau liệt nằm tại đó. Chương 9. Đấng tiên tri Elishe gọi một người trong bọn môn đồ của những tiên tri mà nói rằng: "Hãy thắt lưng, đem ve dầu này theo ngươi và hãy đi đến Ramoth tại Gala-át. Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Jehu là con trai của Josaphat, cháu Nimshi ở đâu. Đoạn ngươi sẽ vào, khiến người trỗi dậy khỏi anh em mình và dẫn người vào trong một phòng kín. Bây giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Đoạn, hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ huẩn đãi. Như vậy, người tôi tớ trai trẻ của đấng tiên tri đi đến Ramoth tại Gala-át. Khi người đến, các quan tướng đạo quân đang ngồi. Người nói với Jehu rằng: Hỡi quan tướng, tôi có chuyện nói với ông. Jehu đáp rằng: Có chuyện nói với ai trong chúng ta? Người trai trẻ đáp: Hỡi quan tướng, với ông. Vậy Jehu đứng dậy và đi vào trong nhà. Người trai trẻ bèn đổ dầu trên đầu người và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel là dân sự của Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ đánh giết nhà Ahab chủ ngươi, và ta sẽ báo Giê-sa-bên về huyết của các tiên tri, tôi tớ ta, cùng huyết của hết thảy tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Cả nhà Ahab sẽ bị diệt hết. Các người nam của nhà Ahab, vô luận kẻ nô lệ hay là người được tự do, ta sẽ giết khỏi trong Israel, và ta sẽ làm cho nhà Ahab giống như nhà Jeroboam, con trai của Nebat, và giống như nhà Baesha, con trai của Ahija. Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên trong đồng Gitreen, chẳng có ai chôn người. Đoạn, người trai trẻ mở cửa ra và chạy trốn. Jehu bèn đi ra, đến cùng các tôi tớ của chủ mình. Chúng nó hỏi rằng: Mọi sự bình an chứ? Kẻ điên này đến kiếm anh mà chi? Người đáp với chúng nó rằng: Các ngươi biết người và lời của người nói. Nhưng chúng nó đáp rằng: Nói dối, hãy nói cho chúng ta. Vậy, người nói với chúng rằng: Người có nói với ta cách này cách kia rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Ai nấy liền lật đật lấy quần áo mình trải xuống dưới chân người trên các nấc thang. Đoạn chúng nó thổi kèn và tung hô rằng: Jehu làm vua. Ấy vậy, Jehu, con trai Josaphat, cháu Nimshi, làm phản Joram. Vả, vì cớ Hazael vua Syri, Joram và cả quân Israel đều binh vực Ramoth tại Gala-át. Nhưng vua Joram đã trở về Gitreen đặng chữa lành những vết thương mà người đã bị bởi quân Syri khi người đánh giặc với Hazael vua Syri. Jehu bèn nói rằng:
nếu các ngươi vừa ý. Chớ để một ai thoát khỏi thành đi thông tin cho Gitreel. Vậy, Jehu lên xe qua Gitreel, vì Joram đau liệt nằm tại đó. Achasia, vua Juda, cũng đi xuống đó đặng thăm Joram. Lính canh đứng trên tháp Gitreel thấy đạo quân của Jehu đến, bèn la lên rằng: "Tôi thấy những đạo quân đến." Joram liền bảo rằng: "Hãy sai một người lính kỵ đi đón họ và hỏi rằng: bình yên chăng?" Vậy, có người lính kỵ đi đón Jehu và nói với người rằng: "Vua hỏi: bình yên chăng?" Jehu đáp: "Sự bình yên có can hệ chi ngươi? Hãy lui sau ta." Tên lính canh báo tin rằng: "Sứ giả đã đi đến nơi quân ấy rồi nhưng không trở về." Người lại sai một người lính kỵ thứ nhì cũng đến cùng chúng nó và nói: "Vua hỏi bình yên chăng?" Jehu đáp: "Sự bình yên có can hệ chi ngươi? Hãy lui sau ta." Lính canh lại báo tin rằng: "Sứ giả đã đến nơi chúng nó rồi nhưng người không trở về." Vả, cách dẫn xe giống như cách của Jehu con trai Nimshi, vì người dẫn cách hung hăng. Joram bèn nói rằng: "Hãy thắng xe." Người ta thắng xe người. Đoạn Joram vua Israel và Achasia vua Juda mỗi người đều lên xe mình, kéo ra đón Jehu, gặp người trong đồng ruộng của Naboth người Gitreel. Vừa khi Joram thấy Jehu thì nói rằng: "Hỡi Jehu, bình yên chăng?" Nhưng Jehu đáp rằng: "Chi, hễ sự gian dâm, sự tà thuật của Jezabel mẹ vua còn nhiều giường ấy, thì bình yên sao đặng?" Joram bèn trở tay mình, chạy trốn, nói với Achasia rằng: "Ớ Achasia, có mưu phản." Jehu nắm lấy cung mình bắn, tên trúng nhầm Joram giữa hai vai, thấu ngang trái tim, và người ngã xuống trong xe mình. Đoạn Jehu nói với Bích-ca, quan tướng mình rằng: "Hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng của Naboth, người Gitreel, vì khá nhớ lại một lần kia, ta và ngươi đồng cưỡi ngựa theo sau Ahab cha hắn, thì Đức Giê-hô-va có phán về người lời lý đoán này: quả thật, hôm qua ta đã thấy huyết của Naboth và của các con trai người, ta cũng sẽ báo ngươi lại tại chính nơi đồng ruộng này. Bởi cớ đó, hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng này, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán." Khi Achasia vua Juda thấy việc này, bèn chạy trốn về lối lầu vườn. Nhưng Jehu đuổi theo người và biểu rằng: "Cũng hãy đánh chết hắn trên xe hắn nữa." Họ bèn hãm đánh người tại nơi dốc Gurơ gần Gip-lê-am. Đoạn Achasia trốn đến Megiddo và chết tại đó. Các tôi tớ người để thay người trên một cái xe trở về Jerusalem và chôn trong mồ người chung cùng các tổ phụ người tại thành David. Achasia lên ngôi làm vua Juda nhằm năm thứ 11 đời Joram, con trai Ahab. Jehu liền đến tại Gitreel. Jezabel hay, bèn dồi phấn mặt mình, trang điểm đầu và đứng trông nơi cửa sổ. Khi Jehu đi qua cửa thành, nàng nói rằng: "Hỡi Simri, kẻ giết chúa mình, bình yên chăng?" Jehu ngước mắt lên về hướng cửa sổ nói rằng: "Trên cao kia, ai thuộc về ta? Ai?" Hai ba quan hoạn bèn ngó ra về hướng người. Người kêu chúng rằng: "Vậy hãy ném nó xuống đất." Chúng ném nàng xuống đất, và huyết vọt lại trên tường và trên ngựa, rồi ngựa giày đạp nàng dưới chân. Jehu vào, ăn và uống xong, đoạn nói rằng: "Vậy hãy đi xem đàn bà khốn nạn và lo chôn nó, vì nó là con gái của vua." Vậy các tôi tớ đi đặng chôn nàng, nhưng chúng chỉ còn thấy cái sọ, hai chân và lòng bàn tay nàng mà thôi. Chúng trở về cho chủ mình hay điều đó. Jehu bèn nói: "Ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli người Thi-sê-bê tôi tớ ngài mà phán rằng: chó sẽ ăn thịt Jezabel tại trong đồng ruộng Gitreel, và thây nàng sẽ như phân trên mặt đất trong ruộng Gitreel, đến nỗi người ta không thể nói rằng: này là Jezabel." Thi Thiên 121. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó. Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi. Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày. Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Chương 5. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sinh đẻ đã sinh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va với oai vọng của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình, và chúng nó sẽ ở yên, vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất. Ấy chính Ngài sẽ làm sự bình an của chúng ta. Khi người Assyri sẽ đến trong đất chúng ta và giày đạp trong cung đền chúng ta, thì chúng ta sẽ dấy lên 7 kẻ chăn và 8 quan trưởng của dân mà nghịch lại nó. Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất Assyri và các cửa của đất Nimrod, và Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người Assyri khi nó sẽ vào đất chúng ta và giày đạp trong bờ cõi chúng ta. Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa nhiều dân, như giọt móc đến từ Đức Giê-hô-va, như mưa nhỏ sa xuống trên cỏ, chẳng đợi người ta và không mong gì ở con trai loài người. Phần sót lại của Gia-cốp cũng sẽ ở giữa các nước và ở giữa nhiều dân, như sư tử ở giữa những thú rừng và như sư tử con ở giữa các bầy chiên. Khi nó đi qua thì chà đạp và cắn xé, không ai cứu được hết. Nguyền tay Chúa dấy lên trên những kẻ cừu địch Ngài và những kẻ thù Ngài bị trừ diệt. Đức Giê-hô-va phán: xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cất hết những ngựa ngươi khỏi giữa ngươi và diệt hết xe ngươi. Ta sẽ trừ hết các thành của đất ngươi và sẽ phá đổ mọi đồn lũy ngươi. Ta sẽ cất bỏ đồng bóng khỏi tay ngươi và ngươi sẽ không có những thầy bói nữa. Ta sẽ làm cho tiệt những tượng chạm và trụ tượng khỏi giữa ngươi. Ngươi sẽ không còn quỳ lại trước công việc của tay mình làm ra. Ta sẽ nhổ tượng ác tặc tê khỏi giữa ngươi và hủy diệt các thành ngươi. Ta sẽ làm sự báo thù ra trên những nước không nghe theo ta, trong cơn ta nổi giận và căm tức. Chương 6. Bây giờ hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán: ngươi hãy trỗi dậy, khá đối nại cùng các núi và làm cho các đồi nghe tiếng ngươi. Hỡi các núi và các nền hằng vững chắc của đất, hãy nghe lời đối nại của Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va có sự đối nại với dân Ngài, và Ngài sẽ đối nại với Israel. Hỡi dân ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy làm chứng nghịch cùng ta. Ta đã đem ngươi lên khỏi đất Ai Cập, đã chuộc ngươi ra khỏi nhà tôi mọi, và đã sai Môi-se, A-rôn, Miriam đến trước mặt ngươi. Hỡi dân ta, khá nhớ lại mưu của Ba-lát là vua Mô-áp đã mưu, và lời của Ba-la-am con trai Bê-ô đáp cùng nó, và nhớ lại sự ta đã làm từ Si-tim đến Ginh-ganh, hầu cho ngươi biết việc công bình của Đức Giê-hô-va. Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao. Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên nghịch cùng thành này: người khôn phải kính sợ danh Ngài. Hãy nghe gậy mà biết là ai đã định.
trong nhà kẻ ác, há chẳng phải còn có của báo gian ác và lường non đáng gớm ghiếc sao? Ta có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì ta sao được tin sạch? Vì những kẻ giàu của thành này đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự nói dối, và trong miệng chúng nó có lưỡi hay phỉnh phờ. Vậy nên ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị thương nặng và khiến ngươi hoang vu vì cớ tội lỗi ngươi. Ngươi sẽ ăn, song không được no đâu. Sự sỉ nhục sẽ ở giữa ngươi. Ngươi sẽ chuyên của ngươi, song không cứu được. Còn cái gì ngươi cứu được thì ta sẽ phó nó cho gươm. Ngươi sẽ gieo nhưng không được gặt, sẽ ép olive nhưng không được sức dầu, sẽ đạp nho nhưng không được uống rượu. Vì người ta còn giữ những lệ luật của Omri và cả việc làm của nhà Ahab. Các ngươi bước đi trong mưu chúng nó, hầu cho ta khiến ngươi trở nên hoang vu. Dân cư nó sẽ bị xuyệt, và các ngươi sẽ mang lấy sự sỉ nhục của dân ta. Chương 7. Khốn nạn cho ta, vì ta như khi đã hái trái mùa hạ rồi, và như nho đã mót lại, không có một buồng nho để ăn. Trái vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ước ao cũng không có. Người tin kính đã mất đi khỏi đất, không còn có cái ngay thẳng trong loài người. Chúng nó thảy đều rình rập để làm đổ máu. Ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình. Tay chúng nó chăm làm sự dữ. Quan trưởng thì đòi của, quan xét thì tham hối lộ, còn người lớn thì nói sự ưa muốn dữ của lòng mình. Vậy thì cùng nhau đan dệt. Người lành hơn hết trong chúng nó giống như chà chuông, còn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hàng rào gai gốc. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày thâm phạt ngươi đã đến rồi. Nay chúng nó sẽ bối rối. Chớ tin người lân cận của các ngươi, và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình. Hãy giữ, đừng mở miệng ra cùng người đàn bà ngủ trong lòng ngươi. Vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà gia, và kẻ thù nghịch của người, tức là người nhà mình. Nhưng ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta. Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta. Hỡi kẻ thù ta, chớ vui mừng vì cớ ta. Ta dầu bị ngã, sẽ lại dậy. Dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta. Ta chịu lấy sự thịnh nộ của Đức Giê-hô-va, vì ta đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Cho đến chừng Ngài đã binh vực lẽ ta và phán xét cho ta, thì Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng, và ta sẽ thấy sự công bình của Ngài. Kẻ thù ta sẽ thấy sự ấy và sẽ bị xấu hổ. Nó là kẻ đã bảo ta rằng: chớ nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở đâu? Mắt ta sẽ thấy sự ta ước ao xuống trên nó. Nay nó sẽ bị dày đạp như buồng ngoài đường. Ngày đến là khi các tường thành của ngươi sẽ được xây đắp. Trong ngày đó luật định sẽ bị dời xa. Trong ngày đó người ta sẽ đến cùng ngươi, từ Assyri và từ các thành Egypto, từ Egypto cho đến sông cái, từ biển này cho đến biển kia, từ núi này cho đến núi khác. Nhưng đất này sẽ trở nên hoang vu vì cớ sự báo trả về việc làm của dân cư nó. Hãy dùng gậy chăn dân ngươi, tức là bầy của sản nghiệp ngươi, ở một mình trong rừng giữa Cạc-mên. Hãy cho nó ăn cỏ trong Ba-san và Ga-la-át như trong những ngày xưa. Ta sẽ tỏ ra cho chúng nó những sự lạ như trong những ngày mà ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô. Các nước thấy sự đó sẽ bị xấu hổ về cả sức mạnh mình. Chúng nó sẽ đặt tay trên miệng và tai chúng nó sẽ điếc. Chúng nó sẽ liếm bụi như con rắn và run rẩy mà ra khỏi hang mình như loài bò trên đất, sẽ kinh hãi mà đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta và vì Ngài mà khiếp sợ. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển. Ngài sẽ làm ra sự chân thật cho Gia-cốp và sự nhân từ cho Abraham, là điều Ngài đã thề hứa cùng tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa.
Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.